khi ấy xá lợi từ lại hỏi đại bồ tát từ thị pháp mà ngài đã nói có phải đúng như ngài đã chứng chăng đại bồ tát từ thị nói pháp mà ta đã nói chẳng phải như pháp đã chứng vì sao? Này xá lợi tử, vì pháp mà ta đã chứng là bất khả thuyết. Khi ấy xá lợi tử lại nghĩ thế này, Đại Bồ Tát từ thị trí tuệ sâu rộng, tu tất cả pháp, bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa viên mãn từ lâu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các câu hỏi có thể giải đáp như thế. Lúc bấy giờ Phật bảo xá lợi tử, "Này xá lợi tử, theo ý ông thì sao? Ông do pháp ấy mà chứng đắc quả A la hán, có thể thấy pháp này là có thể nói chăng? Xá lợi tử đáp, bạch Thế Tôn, không bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này xá lợi tử, các pháp đã chứng của các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như vậy." này xá lợi từ đại bồ tát ấy chẳng nghĩ thế này ta do pháp này sẽ được thọ ký ta do pháp này hiện được thọ ký ta do pháp này đã được thọ ký chẳng nghĩ thế này ta do pháp này sẽ được chứng quả vị giác ngộ cao tột này xá lợi tử, đại bồ tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng sanh do dự là ta đối với quả vị giác ngộ cao tột là đắc hay là chẳng đắc, chỉ nghĩ thế này, ta đối với quả vị giác ngộ cao tột nhất định sẽ chứng đắc này xá lợi tử đại bồ tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nghe phép sâu xa tâm vị ấy chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ đối với sự chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng sợ sệt quyết định tự biết là ta sẽ chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột